Xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình cũng tới cái vụ nấm rồi, mình cũng không có quay những video mà đi hái nấm cho mọi người xem á. Mình đi kiếm đợt đầu thì mình cũng gặp được một ổ, mình quay cho mọi người xem vừa rồi. Mình thì mình rất là thích cái nấm mối luôn đó các bạn. Trong chờ ngày đêm luôn để mà có nấm lên để mà mình đi hái các bạn. Nó giờ thì thời điểm nấm nó cũng đã lên rồi. Mình đi kiếm nấm mà trong quá trình đi á, mình đi là mình quên ăn quên uống các bạn. Đi mà đến nỗi mà cái sức khỏe mình nó không còn luôn. Mình đi mà đôi chân mình nó mỏi đã rồi luôn mà mình vẫn cố gắng tiếp tục để mình đi đó. Bởi vì mình đam mê nó, mình thích nó các bạn. Nó giờ thời điểm mà nấm nó cũng đã lên rồi, mình cũng đã đi kiếm nấm rồi các bạn. Thì cái nấm nó lên cái đợt 2 này á, thì mình đi kiếm nấm cả ngày luôn các bạn, cũng được vài cây thôi. Nhưng mà mình đi cạo về xong rồi họ báo là nấm lên, mình mới chạy đi kiếm nấm, không kịp ăn luôn. Mình đi nguyên một ngày tới tối luôn các bạn đó, mình đi tới khoảng gần 9 giờ tối là bị cái con rắn chùm vạp nó cắn cái nghĩa chân mình các bạn. Nó cho tới hiện tại là được 2 ngày 2 đêm rồi các bạn. Nhưng mà chân của mình hiện tại bây giờ này, nó vẫn còn đang sưng mà nó nhức lắm các bạn. Hiện tại là giờ này các bạn nhìn cái chân mình nó sưng lên rồi các bạn. Các bạn so sánh cái chân bên này của mình này, nó rất bình thường luôn. Mà cái chân bên này giờ là nó sưng lên tới trên bắp đùi luôn các bạn. Mà toàn phần dưới đây là nó cứng căng luôn ha, to lắm. Mình đang ngâm thuốc của những người thầy mà họ chiên để họ trị rắn cắn đó các bạn. Đây nè các bạn, nhìn xem cái dấu bị rắn cắn này. Con rắn này là rắn chùm vạp nha các bạn. Nó cắn rất là độc luôn. Trong vòng có nửa tiếng đồng hồ tụi mình đi ra tới chỗ ông thầy đó là nó đã tím chân mà nó căng hơn luôn các bạn. Nó cho nên là các bạn nào mà có đi cạo mũ hay là đi đêm hay nắm hay gì các thứ các bạn, cho nên mọi người cũng cần chú ý cẩn thận hơn mà. Chứ mình thấy là cái cơn đau rắn cắn này nó rất là đau mà nhất luôn, cái sưng nó hành mình 2 đêm 2 ngày nay mình không có ngủ được luôn các bạn. Nó ngoài mình ngâm thuốc với cái chân mình như vậy á, mình còn uống thêm cái thuốc nam để mà nấu sát uống rồi các bạn đó. Rồi cộng thêm là mình phải dùng cái thuốc bôi từ cái lá cây các bạn đó, cũng có thầy đưa cho mình, người nào là mình so để mình cho nó dạy cái độc xuống các bạn. Đó. Nên là cái vụ nấm này là mình không có đi hái được nhiều nấm để mà chia sẻ cho các bạn xem những cái vụ đi hái nấm mối đó các bạn đó. Nên là các bạn cũng cẩn trọng nhất là khi đi ra nhà thì phải mang đôi ủng vào các bạn. Đây là mình cũng mang đôi ủng luôn á, nhưng mà cái phần xui của mình nó tới đó các bạn, nó cắn mà nó lủng luôn cái ủng của mình, mà nó dính luôn cái một cái răng nanh ở trong cái ủng mình luôn các bạn đó. Đôi ủng mà còn bị như thế này cho nên các bạn phải cứu nha. Công việc của mình hiện tại thì mình cũng đã quay những cái video sẽ trước cho các bạn xem á, mình cũng là đi cạo mũ thôi các bạn. Nhưng mà tới mùa nấm thì mình cũng đi kiếm nấm và quay video cho mọi người xem. Nhưng mà với cái phần xui của mình thì mình cũng phải chịu thôi các bạn. Mà trong thời điểm này thì mình cũng đang rất là hoang mang, là không biết là trong quá trình của thầy điều trị này nó có ổn hay không. Nên là mọi người theo dõi cái video này để cập nhật cái tình hình cái phần chân bị rắn cắn của mình nha các bạn. Video mà thấy yêu mến mình, cái kênh mình, thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký và một bình luận ở bên dưới nha các bạn. Bye bye các bạn.